Phương xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 9, 2018, tại trường Đại học Northern Virginia Community College, Annandale, sẽ có một hội Tết Trung Thu lần thứ hai sẽ được tổ chức. Và sau đây, Bích Phượng có dịp hân hạnh phỏng vấn chị Nguyễn Thu Thủy của nhà Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây để biết được những chi tiết về hội Tết Trung Thu năm nay. Bích Phượng xin kính chào chị Thủy. Dạ, Thu Thủy xin kính chào chị Bích Phượng và xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài FPT-NBC. Kính thưa chị, đây là lần thứ nhì nhà Việt Nam tổ chức hội Tết Trung Thu. Xin chị cho khán giả của đài biết được là có những mạnh thường quân nào hay là hợp tác với ai? Dạ, thưa chị Bích Phượng, hội Tết Trung Thu thì theo như thông lệ hàng năm đã được Hội Văn hóa của vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức. Nhưng riêng về năm ngoái thì Hội Văn hóa không có tổ chức. Do đó nhà Việt Nam cũng giống như những mạnh thường quân, cũng giống như những hội đoàn khác trong vùng, mong muốn có một cái Tết Trung Thu để tổ chức cho trẻ em được có dịp để nói lên cái truyền thống Tết Trung Thu của người Việt Nam của mình. Và năm nay là năm thứ hai, đặc biệt là giống như mọi năm thì hội Tết Trung Thu được sự tham dự của các trường Việt ngữ trong vùng, của các nhóm võ thuật trong vùng, và bên cạnh đó thì cũng có những liên đoàn hướng đạo cùng tham dự để mà cùng nhau tổ chức Tết Trung Thu. Thưa chị, chủ đề năm nay là chủ đề gì? Thưa chị, chủ đề năm nay hay là mình nói là hội Tết Trung Thu là tất cả đều dành cho các em. Do đó chủ đề của năm nay là chung niềm vui tuổi thơ. Và bên cạnh đó thì có sự một mạnh thường quân là bảo trợ từ năm ngoái rất là lớn, đó là La Mama Kitchen. Và cũng nhân hôm nay thì cái sự kêu gọi về quý mạnh thường quân hoa quý phụ huynh, ngoài cái sự mang con em tới tham dự, giống như những cái đóng góp để mà có một cái Tết Trung Thu thật là vui vẻ, thật là thành công. Thưa chị, cho khán giả và cũng như những phụ huynh đang coi đài biết được là có những chương trình, những tiết mục gì đặc sắc để mà họ có thể đem trẻ em đến. Dạ, thưa chị Bích Phượng, thì chương trình Tết Trung Thu năm nay bên cạnh cái Moonfest Talent Show, có nghĩa là các em tuổi từ 1 tuổi cho tới 18 tuổi các em có thể thi Talent Show. Talent Show thì có nhiều hình thức giống như hát, múa, và có những hội đoàn, những em từng nhóm nhỏ có thể thi với nhau. Và tụi em kêu gọi ở đây là sự tham dự của các em cùng một group với nhau, mình nói lên một cái sự gì, teamwork. Và cái talent show thì nếu mà các em dự thi á, thì các em sẽ gửi phiếu điền đơn thi dự thi về qua website của nhà Việt Nam, hoặc qua những cái thông báo ở trên TV, hoặc là gửi về nhà Việt Nam, và các em sẽ đến nhà Việt Nam để mà mình thi trước khi mà mình vô cái chung kết vào ngày 30 tháng 9. Ngoài cái thi talent show ra, các em còn được thi vẽ. Thi vẽ đây là một hình thức mà các em có sự tham gia của rất là nhiều em. Và cái giải thi của các em hàng năm, đặc biệt năm nay có một giải khuyến khích về artwork contest. Artwork contest có thể là do các em vẽ từ ở trường học hoặc vẽ từ ở nhà, nhưng mà mang tính cách là có nội dung về Việt Nam, về cái culture của người Việt Nam, thì các em được quyền gửi bài tới dự thi. Và Bích Phượng được biết là vào cửa miễn phí. Tất cả các em vào sẽ được phát lồng đèn và được bánh trung thu. Nó rất là tốn kém. Thế thì sự kêu gọi của những mạnh thường quân, hay là tại sao mà chỉ có thể, theo Bích Phượng nghĩ có thể mình thâu vô tiền vào cửa, thí dụ một Mỹ Kim mỗi em, để mà trang trải những cái chi phí quá lớn như vậy. Dạ, thưa chị Bích Phượng, câu hỏi của chị Bích Phượng đặt ra cũng giống như những người trong ban tổ chức hoặc là những người mà đã làm chương trình Trung Thu hàng năm đều có cùng một câu hỏi là làm sao để mà có tiền, để mà có thể cho các em có được một cái Tết Trung Thu vui vẻ. Và thực sự ra một Mỹ Kim hay hai Mỹ Kim để mà tiền đóng góp vào cửa cũng là một cái để mà giúp cho ban tổ chức không có bị khó khăn. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những vị phụ huynh nói tôi muốn đưa con cái tôi đi nhưng mà tôi không có tiền, hay là cái số tiền đó nó quá lớn, nó một gia đình 5-6 em. Dạ, thì ở đây á, là khi mà tụi em tổ chức cái Tết Trung Thu 20 mấy năm về trước do Hội Văn hóa tổ chức cũng đều là vô cửa miễn phí. Và cái này là Tết Trung Thu cho trẻ em, cho nên kêu gọi các liên đoàn, các hội đoàn, các mạnh thường quân, nếu mà chúng ta nghĩ rằng là cái Tết Trung Thu là một cái Tết thật sự cho các em, thì xin ủng hộ cho ban tổ chức để có đủ một số tiền để cho các em vào cửa miễn phí, để các em được vui, và hai nữa các em được có những chiếc lồng đèn để mà cùng rước lồng đèn với nhau.
đồng thời được biết cũng nhà Việt Nam cũng sẽ có bán đồ ăn, phải không? Để mà cũng như là để gây quỹ, để mà để có tiền để trang trải những cái chi phí. Dạ, bên cạnh đó thì nhà Việt Nam cũng giống như được sự giúp đỡ của các quý vị phụ huynh, các thân hữu, thì nhà Việt Nam cũng bán thức ăn. Nhưng đặc biệt á, là khi nhà Việt Nam tổ chức Tết Trung Thu trong phòng gym của tại trường Nova Annadale Campus, thì một trong những cái điều lệ của trường học á, là chúng ta không được quyền bán food mà giống như là mình cúc thức ăn hoặc là mình bán những cái đồ mà giống như nước non mà có thể bị phỏng cho các em. Do đó những cái đồ mà của nhà Việt Nam do thân hữu hoặc là các quý vị phụ huynh ủng hộ á, thì hầu hết là finger food. Thưa chị Thủy, năm nay Bích Phượng được biết là có Sheriff Department, là kêu là cảnh sát hình sự của Fairfax County sẽ có mặt trong cái hội trợ Tết Trung Thu. Chị có biết là họ sẽ dự định làm những cái gì hay không? Các nhân viên của cảnh sát hình sự sẽ giúp cho các em có những cái lăn tay, có những cái chụp hình, và bên cạnh đó những cái information đó thì đưa về cho cha mẹ. Nên trong lúc mà cha mẹ mà có vì một lý do nào đó con cái bị thất lạc thì có thể dùng những cái information đó để mà tìm kiếm con cái, và đây cũng là một điều rất tốt. Đồng thời bên cạnh đó thì các em nhỏ cũng biết thêm về cách để tự bảo vệ cho mình. Ngoài ra thì Thu Thị cũng muốn kêu gọi về các cơ sở thương mại, các văn phòng bác sĩ, luật sư ở đây là tại hội chợ Tết Trung Thu chúng tôi có nhận đặt bàn cho Tết Trung Thu, thì nếu như quý vị cần thì xin liên lạc với chúng tôi qua số phone 703-622-2507 và qua website của nhà Việt Nam. Vì bên cạnh cái Tết cho các em, chúng tôi còn muốn mà mang những cái sinh hoạt của những hội đoàn, của những cơ sở thương mại, của những văn phòng bác sĩ để mà giúp cho người Việt Nam tìm hiểu thêm, biết thêm. Tại năm ngoái thì thưa với chị Bích Phượng cũng biết là mình có cái chỗ mà để đo huyết áp cao cho người lớn và chích ngừa cúm phi. Năm nay thì cũng có một vị bác sĩ về nhãn khoa là cũng sẽ đưa những cái tin tức về cườm mắt hoặc như thế nào, và thì cũng mong quý vị đến tham dự hội Tết Trung Thu thì quý vị sẽ có thêm được những tin tức mà quý vị cần biết. Ngoài những cái phát lồng đèn và phát bánh Trung Thu cho trẻ em, còn có một gì đặc sắc cho các trẻ em mà cha mẹ có thể liên lạc và cho con mình tham gia chương trình hội Trung Thu? Dạ, chương trình hội Tết Trung Thu năm nay đặc biệt là có chương trình fashion show dành cho các em tuổi từ 1 tuổi cho đến 18 tuổi. Nhưng thật sự ra ở đây chúng tôi đang khuyến khích, nếu như quý vị phụ huynh con cái của mình mà không muốn lên sân khấu, nhưng quý vị có thể đưa các em lên, và chúng tôi khuyến khích cha mẹ cùng với các em trên sân khấu với lại trình diễn fashion show. Cảm ơn chị đã cho đài một cuộc phỏng vấn về hội Tết Trung Thu. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn giữa Bích Phượng và chị Thu Thủy về hội Tết Trung Thu 2018. Mong hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ phỏng vấn lần sau. Thu Thủy xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình phỏng vấn về Tết Trung Thu, và xin kêu gọi quý vị phụ huynh cũng giống như tất cả các hội đoàn cũng như quý vị mạnh thường quân hãy cùng ủng hộ cho cái Tết Trung Thu ngày 30 tháng 9 2018 tại trường Nova Annadale Campus từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ cũng giống như sự tham dự của quý khán thính giả cũng như quý vị mạnh thường quân và quý vị phụ huynh cùng với các em. Xin thật cảm ơn.